Chào các bạn, hôm nay mình sẽ trở lại với một chủ đề chưa bao giờ xuất hiện trên YouTube của Phê Phim. Đó là về một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới điện ảnh. Đặc biệt hơn, đó là một tài năng đến từ Việt Nam. Nhìn tiêu đề của video thì chắc hẳn các bạn cũng đoán được là mình sẽ nói về ai rồi đúng không? Ngô Thành Vân có lẽ là cái tên không còn xa lạ gì với khán giả Việt. Nhưng thời gian gần đây, cùng với Hai Phượng, cô đã một lần nữa gây bão mạng xã hội khi trở lại với vai trò đả nữ. Như một lời cảm ơn của Phê Phim đến những cống hiến của chị cho điện ảnh Việt Nam. Clip này, chúng ta hãy cùng xem lại chặng đường điện ảnh, cụ thể là ở thể loại hành động mà Ngô Thành Vân đã qua trong suốt thời gian qua nhé. Mời Linh và chúng ta bắt đầu thôi. Trước 2007, Ngô Thành Vân nổi tiếng với vai trò ca sĩ, người mẫu sau khi trở về từ Na Uy và giành giải Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2000. Trong suốt sự nghiệp người mẫu và ca hát của mình, Ngô Thành Vân có được nhiều thành tựu nổi bật và giúp tên tuổi của cô ngày càng gây được tiếng vang lớn trong làng giải trí Việt Nam cũng như thế giới. Năm 2004, Ngô Thành Vân đặt bước chân đầu tiên ra nền điện ảnh thế giới khi tham gia bộ phim truyền hình Rouge của kênh MTV Asia. Vai diễn đã đem đến cho cô giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất trong phim do khán giả bình chọn. Sau bộ phim, Ngô Thành Vân tiếp tục quay lại sự nghiệp ca hát và liên tục cho ra mắt nhiều ca khúc mới như Hát cho người tình xa, Hát một mình hay Trái tim tượng đá. Từ năm 2007, Ngô Thành Vân nổi lên như một hiện tượng trên màn ảnh Việt với hàng loạt các bộ phim điện ảnh như Chuyện tình Sài Gòn, 2 trong 1, Dòng máu anh hùng. Trong đó, Dòng máu anh hùng đã thu về hàng loạt thành công nghệ thuật. Mặc dù phần kịch bản chưa thật sự xuất sắc, nhưng bù lại những pha hành động được đầu tư kỹ lưỡng của Thúy, Ngô Thành Vân và Cường, Johnny Chí Nguyễn chính là điểm sáng làm nên thành công của bộ phim. Để chuẩn bị cho động tác đấm đá chẳng thua gì nam giới, Ngô Thành Vân đã dành ra 2 tháng ròng. Trong đó, mỗi ngày cô dành ra 6 tiếng để luyện võ, để tập đá 400 đến 500 cái. Ngoài ra, trong khi ghi hình, Ngô Thành Vân cùng các diễn viên đóng thế đã phải luyện chiêu liên tục mỗi ngày để không quên bài, đến mức mà một diễn viên đóng thế được chỉ định cho nhân vật Thúy còn phải xin nghỉ vì quá sức. Hơn nữa, ở Dòng máu anh hùng, Ngô Thành Vân còn đã gặp một vài tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe như bị dạn xương chân do bị máy quay rơi vào, ngất xỉu do nhảy từ độ cao 4m, vân vân. Chính sự tận tâm trên với Dòng máu anh hùng đã giúp cô đem về cho mình giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 năm 2007. Với thành công sau Dòng máu anh hùng, sự nghiệp điện ảnh của Ngô Thành Vân có thêm nhiều khởi sắc. Cô nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các nhà sản xuất trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sự trở lại của Ngô Thành Vân, Johnny Chí Nguyễn trong bộ phim hành động Bẫy Rồng năm 2009 là một bước ngoặt lớn đối với sự nghiệp của cả hai và cả điện ảnh Việt Nam. Lần đầu tiên, một tác phẩm hành động thuần Việt Nam được chiếu trên Star Movies và nhận được không ít phản hồi tích cực từ giới chuyên gia cũng như khán giả. Toàn bộ các phát hành động trong phim đều do Ngô Thành Vân trực tiếp thực hiện và không cần tới diễn viên đồng thế. Để có thể đạt tới cảnh giới của bản thân, cô đã phải tham gia vào nhiều khóa học diễn xuất tại Mỹ và đó là cả một sự cố gắng phi thường. Cũng trong năm 2009, Ngô Thành Vân còn vào vai cảnh sát trong Biệt đội Ưng Biển, một bộ phim của Trung Quốc. Sau đó, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình với Ngọc Viễn Đông, Ngôi nhà trong hẻm hay Lửa Phật. Sau hàng loạt thành công với công việc diễn xuất, đặc biệt là với thể loại phim hành động, năm 2015 là một bước ngoặt nữa trong sự nghiệp điện ảnh của Ngô Thành Vân. Lần đầu tiên, cô thử sức với vai trò nhà sản xuất cho bộ phim Ngày này ngày nay. Bộ phim thu về hơn 35 tỷ đồng chỉ sau 12 ngày công chiếu và trở thành phim có doanh thu cao thứ hai dịp Tết 2015. Đặc biệt, kể cả khi đóng bộ phim hài mang đầy màu sắc cổ tích này, Ngô Thành Vân vẫn tả tơi trong những cảnh nhào lộn, hành động mạnh. Cô thực sự là một người đẹp hiếm hoi, sẵn sàng hy sinh hình ảnh long lanh của bản thân để lăn xả vào những pha hành động mà đôi khi phái mạnh cũng phải ngán ngẩm. Tiếp sau thành công của Ngày này ngày nay, Ngô Thành Vân một lần nữa thử sức trong vai trò sản xuất kiêm đạo diễn cho Tấm Cám, Chuyện chưa kể. Với doanh thu lên tới 22 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, bộ phim đã một lần nữa khẳng định tài năng của Ngô Thành Vân không chỉ ở khả năng diễn xuất, đạo diễn mà còn ở khả năng marketing. Cô và ekip luôn tỏ ra là những người nhạy bén khi nắm bắt nhanh chóng thị hiếu của khán giả, liên tục tạo ra các hiện tượng, trào lưu mạng xã hội, không chỉ từ nội dung bộ phim mà còn từ các sản phẩm âm nhạc, thời trang. Đây cũng là một phần lý do giúp các tác phẩm điện ảnh của Ngô Thành Vân luôn thắng lớn tại phòng vé. Sau khi chiến đấu mệt nghỉ với điện ảnh Việt Nam, Ngô Thành Vân vẫn tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bằng các vai diễn nhỏ trong các dự án điện ảnh quốc tế. Dù chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn ngủi trong hai bộ phim hành động ra mắt cùng năm 2017 là Star Wars The Last Jedi và Bright, thì hình ảnh Ngô Thành Vân trên màn ảnh rộng thế giới cũng đã đủ để làm ấm lòng người hâm mộ Việt Nam. Trở lại với vai trò nhà sản xuất, Ngô Thành Vân tiếp tục tạo ấn tượng mạnh với Cô Ba Sài Gòn. Bộ phim nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong suốt tháng 11 2017 bởi tính giải trí cao, hình ảnh đẹp và thông điệp giản dị, đáng yêu. Cô cũng liên quan đến mạng xã hội, ngay cả khi Cô Ba Sài Gòn mới ra mắt ngày 13 tháng 11, một page trên Facebook bất ngờ đăng tải đoạn quay lén bộ phim dưới hình thức livestream. Sau 30 phút quay lén, livestream này đã thu hút khoảng 5.000 lượt xem và theo ước tính của ekip làm phim, thiệt hại có thể lên tới 250 triệu đồng. Bất bình trước hành vi xem nhẹ vấn đề bản quyền của một bộ phận khán giả, Ngô Thành Vân đã phải thốt lên rằng có lẽ đây sẽ là bộ phim cuối cùng tôi sản xuất.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên các bộ phim của Ngô Thanh Vân dính vào những lùm xùm từ khi mới ra rạp. Trước đó, Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể cũng bị hạn chế tại một số hệ thống rạp Việt Nam do những mâu thuẫn với đơn vị phát hành, và nước mắt của Ngô Thanh Vân đã rơi khi phát biểu trước báo giới. Vụ lùm xùm này đã khiến dư luận dậy sóng với nhiều luồng ý kiến trái chiều, và tất nhiên, Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể trở thành cái tên được rất nhiều người quan tâm tại thời điểm đó. Đến năm 2018 vừa qua, khán giả lại tiếp tục được hit drama trước ngày bộ phim Song Lang của Ngô Thanh Vân được công chiếu. Lần này là một vụ lùm xùm liên quan đến mâu thuẫn giữa đạo diễn Leon Quang Lê và nhà sản xuất chính là Ngô Thanh Vân. Cuối dòng trạng thái trên Facebook, Leon Lê là một cơn ác mộng khủng khiếp. Đả nữ cũng không quên nhấn mạnh sẽ tạm biệt đạo diễn Leon Lê vì nghĩ rằng họ sẽ không còn dự án nào phù hợp. Cũng thật may mắn khi sau hàng loạt lùm xùm, Ngô Thanh Vân vẫn chưa nói lời chia tay với điện ảnh. Tháng 2 vừa rồi, chúng ta mới được đón nhận một dấu mốc mới trong phim hành động Việt Nam mang tên Hai Phượng. Lần này, không chỉ về vai trò sản xuất, hình ảnh đả nữ của Ngô Thanh Vân đã chính thức quay lại với màn ảnh lớn. Từ trước khi chính thức ra mắt, đây đã là một tác phẩm thu hút sự chú ý rất lớn của khán giả. Bởi lẽ, sau 10 năm kể từ Bẫy Rồng, Ngô Thanh Vân mới chính thức trở lại làm nữ chính trong một bộ phim hành động. Rất có thể, đây sẽ là bộ phim hành động cuối cùng của đả nữ, bởi khi được hỏi về vấn đề sức khỏe, Ngô Thanh Vân đã hài hước chia sẻ rằng giờ có ai mới đóng phim hành động thì cắt xê 1 triệu đô tôi mới nhận lời bởi vì cực quá. Được đầu tư kỹ lưỡng với ekip chuyên nghiệp đến từ nhiều nơi trên thế giới nên Hai Phượng hiện tại đang nhận được nhiều lời khen ngợi về phía khía cạnh này, không chỉ từ những nhà phê bình trong nước mà còn từ các nhà phê bình nước ngoài. Vậy thì điều gì đã có thể khiến Hai Phượng đạt thành công lớn như vậy? Hai Phượng từ khi ra mắt trailer đầu tiên tháng 12 năm ngoái đã được khán giả tiếp nhận một cách vô cùng đồng nhiệt. Một phần vì từ khi chỉ là một video dài vỏn vẹn 1 phút 20 giây trên mạng xã hội, Hai Phượng đã tràn ngập những cảnh đánh đấm đẹp mắt được dàn dựng công phu. Một phần vì đây chắc chắn là bộ phim hành động với lối sử dụng màu sắc nghệ thuật đáng chú ý nhất từ trước đến giờ của điện ảnh nước nhà. Và cũng không thể nào phủ nhận sự thật rằng mỗi khi chúng ta, những khán giả Việt Nam nhìn thấy cái tên Ngô Thanh Vân trong bất kỳ một dự án phim hành động nào, đặc biệt là ở vai trò nữ chính, ta cũng sẽ có một sự an tâm không hề nhỏ về chất lượng của các phân cảnh đặc trưng. Ý tưởng về Hai Phượng đã được Ngô Thanh Vân lên từ khoảng 2013. Thế nhưng phải 4 năm sau, vào 2017, sau khi gặp đạo diễn Lê Văn Kiệt tại Los Angeles, thì ý tưởng này mới được đưa vào triển khai. Cùng nhau, họ đã dành thêm gần 2 năm để chuẩn bị, sản xuất và hoàn thiện phim. Vậy là để Hai Phượng có thể đến với khán giả, đả nữ của chúng ta đã phải thai nghén dự án trong khoảng 6 năm. Thêm vào đó, Studio 68 của Ngô Thanh Vân còn đã hợp tác với đạo diễn hành động Yannick Penn, người đã từng tham gia các tác phẩm như Ghost in the Shell hay Dunkirk, biên đạo võ thuật Samuel Kefi Abrick của Jason Bourne hay Mission Impossible Fallout, cùng cả một dàn cascader lành nghề đến từ Hollywood. Đội ngũ sản xuất còn đã tâm huyết đến mức dựng những phân cảnh đánh nhau trước trên Previt, một ứng dụng được dùng để giả lập cảnh quay. Sự đầu tư về phần hành động này đã mang đến những phân cảnh vô cùng mãn nhãn cho khán giả, có thể phần nào so sánh với các tác phẩm sừng sỏ châu Á như The Raid, The Man From Nowhere hay thậm chí là cả của Hollywood như Atomic Blonde hay John Wick. Chính vì điều này mà khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận được một tâm huyết muốn đưa phim hành động của Việt Nam lên một tầm cao mới của cô. Ngoài ra, việc lựa chọn đầu tư nhiều vào phần hành động còn giúp Hai Phượng vừa giảm được chi phí đầu tư, giảm thiểu rủi ro mà còn vừa tiếp cận dễ dàng hơn đối tượng khán giả quốc tế. Tôi muốn làm phim để đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới nhiều hơn, để con người Việt Nam tự hào hơn. Trích lời Ngô Thanh Vân, người đã mặc chiếc áo bà ba truyền thống tại buổi công chiếu của Hai Phượng tại Hoa Kỳ vào mùa 1 tháng 3 vừa rồi. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu. Nữ đòi nợ thuê biết võ của chúng ta còn đã không chỉ tìm được kẻ thù, giải cứu được con gái, mà còn đã tìm được cả đường đến rạp chiếu phim tại Hoa Kỳ sau khi ký được thỏa thuận với hãng phát hành phim Wellgo USA Entertainment. Hơn nữa, tiếng lành của Hai Phượng quả thật đã vươn đến tầm thế giới khi nhiều nguồn tin cùng nhau xác nhận rằng Netflix đã mua bản quyền tác phẩm trên để phân phối qua hợp đồng trị giá khoảng 5 triệu đô. Không chỉ dừng lại ở đây đâu, vào cuối tháng 3 sắp tới, Hai Phượng có sẽ tham gia tranh giải phim xuất sắc nhất và diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á Osaka ở Nhật Bản. Tính đến thời điểm kịch bản này được viết, bộ phim hành động tâm huyết của Ngô Thanh Vân đang giữ số điểm 7.7 trên IMDb, 100% trên Rotten Tomatoes và 7.3 trên phimphim.vn. Cùng với đó là vô vàn lời khen ngợi từ khán giả. Tất nhiên, như đã nói trong video review trước, những khía cạnh mà không phải hành động của Hai Phượng vẫn khiến khán giả mong muốn rằng chúng được trau chuốt hơn. Tuy nhiên, những cảnh đặc trưng của thể loại này chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những người xem khó tính nhất bởi độ uyển chuyển trong những đòn đánh, cách sử dụng máy quay tràn đầy năng lượng và quan trọng nhất, lối edit chuyên nghiệp với rất ít cắt giúp chúng ta dễ theo dõi chuyện gì đang xảy ra trên khung hình, thứ đang thiếu trầm trọng trong hầu hết các bộ phim hành động hiện tại. Phê phim thật sự mong rằng những bộ phim hành động Việt Nam từ đây về sau sẽ có một thước đo mới dành cho các phân cảnh hành động đáng tiền của Hai Phượng. Như vậy là nhìn lại chặng đường mà Ngô Thanh Vân đã đi, chúng ta có thể hoàn toàn tự hào về những gì cô đã cống hiến cho điện ảnh nước nhà. Và với những gì cô đã làm được, đả nữ số 1 Việt Nam xứng đáng nhận được những lời cảm ơn sâu sắc từ khán giả.
Hy vọng trong thời gian tới, Điện ảnh Việt sẽ đón nhận thêm nhiều sản phẩm tâm huyết gắn liền với thương hiệu Ngô Thanh Vân và cũng có thể đón nhận nhiều tác phẩm hành động cuốn hút hơn. Mình là Linh, cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.